Quay anh đang đánh cá xong em ta em đăng lên mạng nhá. Đâu xem nào. Đây. À, đây gọi là đánh cá bằng gì hả anh? Gọi là kích điện. Đây gọi là kích điện. À, đây là anh ý đi kích điện. Ôi rồi đây là ruộng với cả ao bình thường là mọi người không nuôi cá ở đây là miễn phí có đấy. Con cá không? Thế mà có anh cho em xem với. Thế mà mình phải rất là ngạc nhiên là được con cá to đùng luôn ý. Đây nhá, mọi người đi đánh cá, mọi người chỉ ra ruộng ra đồng đánh cá một lúc thì đầy cá luôn. Ôi giời to dã man luôn mọi người ạ. Nhìn thế này thôi nhưng mà trông hai to. Con luôn lên đây. Trông to lắm mà mấy con rồi, vừa mới gọi là vừa mới lội xuống á. Mình vừa mới thấy anh ấy lội xuống một tí đã được bao nhiêu cá rồi. Chào chào bác ạ. Chào đang ấy thế này. Đây này, nhiều lắm luôn. Ở trong này nó không ấy. Anh dồn được em cái túi kia ra cái. Sao nó lại ấy thế nhỉ? Nhìn nó không rõ. Mấy con đây này, vừa mới đánh một tí đã bao nhiêu ra rồi mà cá to á. Mà đây là gọi là đây là cái ruộng ở bên ngoài nó là không phải là cá lui đâu. Cá lui thì đánh đã đành nhưng mà ở đây là chỉ cừ mới ruộng thôi mà mình thấy mọi người cũng hay đi đánh. Mà hình như là cảm giác như cứ là thích lúc nào thích ăn ra ruộng đánh phát là có cá luôn ý. Ôi thế nói chung là ấy cực kỳ luôn. Mình ra thì mình thấy anh ấy đánh cá mà tự nhiên được mấy con cá to như này bảo ngạc nhiên thế. Thế thì thấy mọi người cứ thỉnh thoảng là thích ăn cá thì đi ra lội ruộng nội cừ đánh trích một tí xong là lại xách một túi cá to đùng về ăn. Mình cũng xuất thân từ nông thôn nhưng mà bởi vì là trước đây khi còn nhỏ và nhiều năm tháng ấy thì mình được phân công làm công việc chuyên biệt một chút mà nó không phải là liên quan đến việc là cấy lúa hay là liên quan đến những cái việc của nhà nông nhiều, mà gọi là nhà mình hồi nhỏ thì là nhà mình cũng gọi là theo kiểu là khá hơn so với cả mặt bằng chung một chút, cho nên là việc mình làm nó cũng chuyên biệt hơn một chút. Chính vì thế mà trong nhiều năm tháng ấy thì gần như là thời gian chỉ gọi là hầu như là tập trung vào làm việc của mình mà bận tối mắt bận tối mắt quanh năm ngày tháng luôn, cũng không có thời gian nghỉ nhiều, thành ra là không có thời gian là đi xem xét các thứ. Mà thường là ví dụ như là thời gian lên đồng mà chăn trâu thì hay mang theo sách vở để học đấy, tranh thủ hoặc là tranh thủ ấy, cho nên là gọi là cũng không mặc dù là nhỏ xuất thân từ nông thôn nhưng mà cái thời gian nó eo hẹp trong nhiều năm tháng cho nên là cũng không có thời gian nhìn ngó nhiều. Thế thì sau khi mà mình học xong thạc sĩ và đi làm ngân hàng, làm nhiều tổ chức tài chính, xong bắt đầu chuyển sang bất động sản thì bắt đầu là trước khi sang vùng đất của một tỷ phú bất động sản này thì mình kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng mà sang đấy là mình bị ngã và bị mất cuộc đời ở cái vùng đất của một vị tỷ phú nổi tiếng rất là uy tín. Bởi vì mình tin cho nên là mình đã không phòng bị. Và cuối cùng mình bị cái hội môi giới ở đấy nó được cái sự hỗ trợ và sự cho phép, đứng sau ủng hộ và cho phép của người của chủ đầu tư và tỷ phú bẩn. Thì nó lừa thì mình làm từ 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm, không ăn sáng, không ăn trưa. Không ăn sáng, không ăn tối. Mà làm rất là vất vả nhưng không được trả lương. Sau đấy là thành quả mình làm ra cũng bị chúng nó quay, chúng nó lừa, chúng nó cướp hết. Thế xong rồi thậm chí là đến lúc mà còn bị lợ hơn nửa thập kỷ rồi, bị chúng nó đuổi, chúng nó săn đuổi, chúng nó tìm cách giết và làm hại, chúng nó dọa dẫm. Lúc nào cũng lo sợ, nơm nớp sợ hãi, sống rất là, nói chung là phải chiến đấu với tội ác rất là vất vả để tự bảo vệ bản thân mình. Nếu như trường hợp mình không cứng cựa thì mình cũng chết lâu rồi và bị đẩy vào tù lâu rồi. Nhưng mà tại vì gọi là cũng rất là nỗ lực thì bắt đầu mới trụ được đến bây giờ. Thì bởi vì là mình bị tỷ phú bẩn với cả người của chủ, mình cũng chưa gọi là ở đây là đang nghi ngờ là tỷ phú bẩn đứng sau, nhưng mà chắc chắn một điều là người của chủ đầu tư, còn là ai thì mình chưa có đủ bằng chứng để tìm ra. Nhưng mà là có người của chủ đầu tư đứng sau và để cho bọn môi giới nó quay, nó cướp của mình và nó làm hại, hủy hoại cuộc đời mình. Thì chính vì mà mình bị săn đuổi như thế cho nên là mình mới về cái khu vực này. Khu vực này nó cũng mang tính chất là đợt này mới về cái khu vực nông thôn này. Bởi vì là sau khi mình bị cướp, bị lừa, bị săn đuổi, bị làm hại, bị hủy hoại ấy, mình rồi là bắt đầu là bị cô lập khỏi gia đình và các mối quan hệ cũ. Nó có rất nhiều biến cố xảy ra và mình bị sốc. Sốc cả về tâm lý, sốc cả về thần kinh và sốc vào nhiều thứ khác. Bắt đầu nó mang tính chất là bị bệnh ấy. Thế là mình về đây mình nghỉ dưỡng.
Vừa là tức là do là cái điều kiện là gọi là cái điều kiện nó đang tức là do cái điều kiện bị đẩy về đây, một phần nữa là mình cũng cần cái một cái sự nghỉ dưỡng để hồi phục về tâm lý và thần kinh. Thì tâm lý và trí tuệ mình bị đầu độc trí tuệ, nó bị hủy hoại não ấy. Cho nên là mình đang trong quá trình chữa trị nhưng mà nó chưa hồi phục. Mình rất lo lắng về cái việc là liệu là có thể hồi phục được hay không. Nhưng mà bởi vì là đang trong cái thời kỳ nghỉ dưỡng chữa bệnh, tức là chậm lại, mình vẫn phải làm việc nhưng mà mình không làm việc căng thẳng như trước ấy. Thì trong cái thời kỳ chậm lại như thế này thì bắt đầu là mình về đây mình mới có thời gian là mình mới có nhiều thời gian để đi xem xét, đi nhìn cái nọ ngó cái kia. Thế thì tìm hiểu sâu hơn thì bây giờ bắt đầu mới quay được cái video này để chia sẻ với cả mọi người, để mọi người gọi là thấy cái cuộc sống thực ở đây nó như thế nào. Thỉnh thoảng là không phải lúc nào mình cũng quay được, nhưng mà trong điều kiện cho phép thì mình sẽ quay lại cho mọi người. Có thể gọi là mọi người không có điều kiện đi, có thể là hình dung ra cuộc sống ở những nơi nhiều vùng miền mà mình đi qua. Mình cũng không thể là tìm hiểu được hết, nhưng mà đại loại là nó sẽ là mình không tức là mình không thể lúc nào mình cũng quay, và có những lúc là mình có xem xét nhưng mình không thể quay được. Nhưng mà mình cũng sẽ đẩy lên cho mọi người là tức là nó vì nhiều nhiều lý do tế nhị, không phải lúc nào mình cũng quay được hay là không phải lúc nào mình cũng muốn muốn quay lại, nhưng mình thỉnh thoảng mình sẽ quay lên cho mọi người xem được một phần cuộc sống ở nhiều nơi, những nơi mình đã đi qua. Ngày xưa thì không quay nhưng bây giờ mình sẽ quay lại nếu điều kiện thuận lợi.